Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay ở Bắc Bộ, thời tiết chủ đạo vẫn là nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tập trung ở khu vực vùng núi và trung du. Sang ngày mai, miền Bắc giảm mưa xuống còn một vài nơi. Tuy nhiên, ở khu vực trung du và vùng núi vẫn có nhiều mây. Vì vậy, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở đây tiếp tục duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn ở khu vực đồng bằng, nhiệt độ dao động từ 32 đến 33 độ. Còn ở miền Trung, thời tiết cũng chưa có nhiều biến động, mưa rào và dông một vài nơi, ngày trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh miền Trung tiếp tục duy trì trong khoảng 33 cho đến 35 độ. Một số nơi ở khu vực vùng núi phía Tây của Trung Bộ như Đông Hà, Nam Đông, Tam Kỳ, Ba Tơ hay là cả Sơn Hòa xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao 35 đến 36 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang gia tăng hoạt động về cường độ. Trong đêm nay, ở hầu khắp Nam Bộ và phần phía Nam của Tây Nguyên vẫn có mưa rào và dông nhiều nơi. Đến chiều và tối mai, mưa sẽ lại tái xuất hiện diện rộng ở cả Tây Nguyên cũng như Nam Bộ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 29 đến 31 độ, còn Nam Bộ nhiệt độ vẫn từ 31 cho đến 33 độ. Trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực huyện đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Thưa quý vị, Biển Đông chuẩn bị đón bão khi lúc này ở khu vực miền Trung của Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Thông tin chi tiết về áp thấp nhiệt đới này sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.